3 năm trước đây, chúng ta đặt câu hỏi, việc gì sẽ xảy ra nếu một công ty với 26 năm lịch sử dành hết nỗ lực và công sức tài tránh vào sự phát triển của thị trường chống lão hóa, nghiên cứu ngành khoa học chống lão hóa, với những nhà nghiên cứu hàng đầu tại các trường đại học nổi tiếng và sau đó cộng tác độc quyền với công ty chuyên về công nghệ Chin, Life Chin Technology. Đây là những người đã xuất hiện trên kênh truyền hình nổi tiếng 60 Minutes khi đề tài là phương pháp Chin để sống khỏe, sống trẻ. Họ là những chuyên gia, Họ cũng đã được phỏng vấn bởi những tạp chí lớn như Times Magazine, CNN, US News và World Report và kênh truyền hình Discovery. Và bây giờ, sau 3 năm, chúng tôi đã có câu trả lời. Khi bạn gom hết tất cả những điều ở trên lại, bạn có một công nghệ đột phá, có một không hai, đã tạo thêm một nhãn hiệu có doanh thu hàng tỷ Mỹ Kim có tên gọi là Acelock. Và NuSkin là công ty đã đem ngành khoa học chống lão hóa lên một nước thang mới sáng tạo bởi Nu Skin đi song song với những nhà khoa học ra hàng đầu. Công nghệ Aesop dựa trên việc khám phá nguồn gốc của sự lão hóa là dấu hiệu bên ngoài, nguồn năng lượng bên trong và những điều liên quan tới sức khỏe. Và bây giờ là câu hỏi quan trọng. Trong tình trạng kinh tế hiện nay, có nhu cầu cho những sản phẩm chống lão hóa siêu hạng hay không? Hãy lưu ý Doanh thu hàng năm của Nuskin đã tăng thêm 430 triệu chỉ riêng năm vừa qua và hơn 63% từ khi ra đời công nghệ Acelot. Và mọi điều từ khởi đầu cho đến kết thúc chỉ quy về một điều duy nhất, đó là cơ hội, và không có thời điểm nào thích hợp hơn ngoài một yếu tố, nền kinh tế. Sự phát triển tột bực của Nuskin cần phải nhấn mạnh đến điều quan trọng, đấy là những người siêng năng cần cù làm việc với những năng khiếu, và kỹ năng, họ là người đã khám phá ra cơ hội với NuSkin và đã đóng góp vào sự tăng trưởng tột bực này Hãy phân tích từng phần một Trước hết về thị trường Đó là tất cả những ai muốn sống trẻ và sống khỏe, hoặc là muốn bảo vệ tuổi thanh xuân của mình Và điều đó bắt đầu với nhóm Baby Boomers có nghĩa là ở vào độ tuổi 50 có những điều gì giống nhau giữa họ hoặc không muốn già hoặc là nhìn thấy mình bị già nua nhưng không phải chỉ nhóm baby boomers, mà tất cả những người ở độ tuổi 20, 30 cho tới tuổi 70 hoặc là 80. Bạn có thấy ai không muốn mình trẻ và không muốn mình khỏe chăng? Kế tiếp, sản phẩm. Hãy tham khảo một vài sản phẩm của Nu Skin. Chúng ta có thể bắt đầu với sản phẩm độc đáo có tên gọi là Viên Ngọc Ace Lock. Nu Skin đã dùng sản phẩm được ưa chuộng nhất, Too Fix Essence Ultra, và bỏ vào đó nguyên liệu Ace Lock nó đã được chứa được một nguyên liệu gọi là ectosin, đã được thí nghiệm và chứng minh là một yếu tố quan trọng để làn da săn lại. Bây giờ với nguyên liệu Aslop, sản phẩm này là một trong những sản phẩm có sức cuốn hút khách hàng rất cao. Kết quả từ Aslop được trông thấy và thể hiện rõ ràng trên dòng sản phẩm chăm sóc da, nhưng Aslop không ngừng ở đó. Aslop cũng rất hiệu nghiệm về dinh dưỡng. Đầu tiên là một sản phẩm đột phá Aslop Vitality. Đây là sự kết hợp bởi ba nguyên liệu thiên nhiên, dùng một công thức độc quyền mang lại nguồn năng lượng trẻ chung mà không có sự lên xuống bất thường. Và đây là khoa học tiên tiến đã tạo ra sự khác biệt. Nu Skin cung cấp hàng tá những sản phẩm thông dụng về da, chăm sóc cá nhân và dinh dưỡng, nhưng sản phẩm không phải là yếu tố duy nhất tạo sự thành công bền vững. Đối tác đằng sau sản phẩm là điều tối quan trọng. Hãy tham khảo thêm về công ty trong năm 2012, doanh số bán của NuSkin tăng vọt lên 2.17 tỷ Mỹ Kim, thêm một năm với thu nhập kỷ lục. Một trung tâm nghiên cứu hàng đầu với vốn đầu tư trên 100 triệu Mỹ Kim sẽ khai trương vào cuối năm 2013 và đồng thời gian với một trung tâm mới ở châu Á với vốn đầu tư trên 50 triệu Mỹ Kim. Forbes.com Liệt kê NuSkin là một trong 100 công ty đáng tin cậy nhất. Và bạn có nhớ tới công ty chuyên nghiên cứu về gene có tên gọi là Life Gene Technologies hay không? New skin đã mua đứt cả công ty lẫn công nghệ và chống lão hóa và cho phép NuSkin tiếp tục cho ra đời những sản phẩm liên quan tới công nghệ A-slot Và từ bây giờ cho tới cuối thập niên này. Và còn nữa, với sự khai trương của thị trường Việt Nam, NuSkin hiện nay hoạt động trên 53 quốc gia trên thế giới và với trên 80% doanh thu tới từ các thị trường ngoài Bắc Mỹ, Hoa Kỳ và Canada đang ở một vị thế chuẩn bị bùng nổ đó là một sự phấn khởi và khích lệ của một công ty vừa mới hình thành nhưng xây dựng trên sự vững bền của một công ty có nhiều năm kinh nghiệm với ban điều hành số 1 và hơn 800 triệu tài sản để hỗ trợ. Một phóng viên của tạp chí Fox Business, Liz Clement, đã hỏi giám đốc Nu Skin Truman Hunt về việc cổ phiếu tiếp tục nhảy vọt trong thời buổi kinh tế hiện nay. Câu trả lời, sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Với những sản phẩm độc đáo và một công ty bền vững chỉ còn một việc cuối cùng, Nu Skin đã cam kết sẽ đem công nghệ độc quyền Azelock và những sản phẩm độc đáo này tới thị trường người tiêu thụ qua mạng lưới của những nhà phân phối độc lập. Và năm ngoái, công ty đã trả trên 970 triệu Mỹ Kim tiền hoa hồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói, ở Nu Skin, kinh tế đang phát triển. Câu hỏi duy nhất còn lại là khi công ty vẫn tiếp tục phát triển, Bao nhiêu phần trăm của sự phát triển này bạn muốn dành riêng cho mình và gia đình của bạn? Có một hệ thống hỗ trợ và huấn luyện bởi những chuyên gia, những người cam kết vào sự thành công của bạn. Và hãy hiểu rõ, nhiều cặp vợ chồng đang trở thành những nhà phân phối mỗi ngày. Nhưng tại sao phải hành động ngay bây giờ? Hãy quan sát những gì kế tiếp. Một vấn đề lớn đang bao trùm Bắc Mỹ, hiện nay gần 70% dân số Hoa Kỳ đang bị mập, 30% bị béo phì sự ảnh hưởng liên quan tới sức khỏe và ngành y tế đang ở trong tình trạng báo động. Công nghệ độc quyền Aslock đã giúp cho Nuskin chiếm vị thế hàng đầu khi nhắc tới phương pháp giải quyết vấn đề này bằng công nghệ Trin. Cuối năm 2013, Nuskin sẽ cho ra đời bộ sản phẩm TRNID, một phương pháp mới về việc quản lý cân nặng. Hãy tham gia hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn có thể kiếm thêm thu nhập ngay trong lúc học hỏi. Hãy liên lạc với người đã giới thiệu, họ sẽ trả lời những thắc mắc và hướng dẫn cách cho bạn bắt đầu ngay lập tức. Chào mừng bạn đến với gia đình Nu Skin.